Phiên tòa thứ 39 Lý Tống. Phiên tòa buổi sáng đã diễn ra lúc 9 giờ trong phòng 36 lầu 5 vào hôm thứ Năm 17 tháng 5 năm 2012 tại tòa thượng thẩm thành phố San Jose. Phiên tòa này đã mở đầu với nhân chứng Huỳnh Minh Nhật. Ông trả lời câu hỏi của luật sư Pomen về những tấm hình do ông Nhật chụp quan cảnh các nhân vật trong hí viện nhạc hội sau khi Lý Tống tấn công Đàm Vĩnh Hưng. Mời quý vị nghe cô Cao Thị Tình, người tham dự phiên tòa với cảm tưởng như sau. Thì, uh, luật sư đã hỏi ông Huỳnh Minh Nhật về uh, những cái bức hình mà um, chứng tỏ là Đàm Vĩnh Hưng đang ca hát rất là hào hứng, rất là say sưa, cũng như là những cái uh, người mà đi tham dự đó họ có lúc họ đứng lên vỗ tay và hát theo uh, rất là náo nhiệt, Điều đó chứng tỏ rằng những cái 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 buộc tội mà bảo là uh, Đàm Vĩnh Hưng uh, uh, bị hệ quả trầm trọng hoặc là các người đi xem bị bị ngứa, bị ho, bị hắt xì bị đủ thứ theo như lời của nhân chứng Tony Ninh nói thì những bức hình đó đã cho người ta thấy một cái sự việc trái lại tức là cái hành động của anh Lý Tống đã không ảnh hưởng gì tới người đi xem nhiều. Phiên tòa buổi chiều bắt đầu vào lúc 1:30. Nhân chứng Huỳnh Minh Nhật tiếp tục trả lời những câu hỏi của công tố viên lúc 2 giờ 20 chiều, viên công tố đặt câu hỏi với ba nhân chứng gồm có 40 phút dành cho giáo sư Nguyễn Xuân Vinh, 30 phút dành cho giáo sư Nguyễn Văn Canh và khoảng 50 phút cho cựu thiếu tướng Nguyễn Khắc Bình. Câu hỏi dành cho ba vị này đều giống nhau, đại khái viên công tố hỏi về chức nghiệp từng giai đoạn trong đời sống của ba ông, từ khi quen biết Lý Tống cho đến khi sang Mỹ, về đời sống sinh hoạt mức độ thân thiết với Lý Tống như thế nào, nhận định về cá tính cũng giống như cách sống sinh hoạt của Lý Tống. Đặc biệt là câu hỏi ngày 18 tháng 7 năm 2010, Lý Tống tấn công Đàm Vĩnh Hưng. Các ông đánh giá như thế nào về ông Lý Tống về sự kiện này? Cho đến nay, các ông có thay đổi cảm tình của mình đối với ông Lý Tống hay không? Mỗi người lần lượt trả lời câu hỏi của viên công tố xin tóm lược như sau. Nhận định về Lý Tống, các ông trả lời hầu như đều cho là Lý Tống là người được nhiều người biết đến và nể phục trên phương diện tranh đấu tự do, dân chủ và dân quyền, không những cho nước Việt Nam mà còn cho cả nước Cuba. Ngay tại địa phương nơi ông Tý Tống cư ngụ, ông cũng đã dấn thân tranh đấu đòi dân chủ phải thực thi tại thành phố San Jose qua vụ đô Sài Gòn, vân vân. Cuối cùng, ba ông trả lời là từ lúc Lý Tống tấn công Đàm Vĩnh Hưng đến nay, các ông nói đó là một phương cách tranh đấu của Lý Tống cho cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại và các ông đều không thay đổi về cách nghĩ cũng như cảm tình của mình đối với Lý Tống. Ngày sau đó phiên tòa kết thúc vào lúc 4 giờ 30 chiều cùng ngày, Mỹ Lợi tường thuật từ San Jose.